Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Trí Thù rằng, Phật tử, ở trong Phật Pháp, trí là trên hết. Tại sao Như Lai hoặc vì chúng sinh khen ngợi bố thí, hoặc khen ngợi trì giới, hoặc khen ngợi nhẫn nhục, hoặc khen ngợi tinh tấn, hoặc khen ngợi thiền định, hoặc khen ngợi trí huệ, hoặc lại khen ngợi từ bi hỷ xả, mà chẳng chỉ dùng một pháp để được giải thoát thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Sau khi Bồ Tát Pháp Thù nói bài kệ rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Trí Thù để thỉnh pháp, bèn hỏi: Phật tử, ở trong Phật pháp, trí huệ là pháp môn hàng đầu. Tại sao Phật có lúc khen ngợi pháp môn lục độ, có lúc lại khen ngợi pháp môn tứ vô lượng tâm? Đây là đạo lý gì? Xin ngài từ bi khai thị. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn bố thí. Bố thí có ba: một, bố thí tài, lại phân ra nội tài và ngoại tài. Nội tài tức là thân tâm tánh mạng, đầu mắt tủy não, đây là tài sản trong thân. Ngoại tài tức là vàng bạc châu báu, đất nước vợ con, đây là tài sản ngoài thân. Hai, bố thí pháp tức là vì chúng sinh giảng kinh nói pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Ba, bố thí vô ý tức là khi chúng sinh gặp hoạn nạn, hoặc sinh mạng bị uy hiếp, hoặc tinh thần bị bức bách, rất sợ hãi. Lúc đó dùng đủ phương pháp để khuyên nhủ, để an ủi, dạy họ đừng sinh tâm sợ hãi. Hoặc là vì chúng sinh khen ngợi pháp môn trì giới. Trì giới tức là giữ quy củ, tức cũng là ngừa ác, phòng quấy, 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh để bao quát ở trong giới luật. Giới tức là đừng làm các điều ác, làm các điều lành. Phàm là việc lợi ích chúng sinh đều có thủy có chung, làm cho viên mãn, tuyệt đối đừng đầu cọp đuôi rắn, phế bỏ giữa đường. Đối với việc chẳng có lợi cho chúng sinh thì tuyệt đối đừng làm, bằng không thì tổn người lợi mình. Hành vi như thế chẳng phải là hành Bồ Tát đạo. Người hiện nay đa số đều là ích kỷ lợi mình, cho nên dẫn đến gia đình không hòa, xã hội không an, người với người không thể hòa bình với nhau, đều có tư tưởng không tốt. Vì đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, do đó mà tạo thành thế giới bất an, chiến tranh bùng nổ. Nếu mọi người đều giữ: một, không sát sinh; hai, không trộm cắp; ba, không tà dâm; bốn, không nói dối; năm, không uống rượu, năm giới căn bản này, thì thế giới nhất định sẽ hòa bình. Còn có giới bát quan trai, giới cư sĩ, giới sa di, 10 giới. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn nhẫn nhục. Nhẫn nhục có 3. 1. Sinh nhẫn, tức là nhẫn thọ người phỉ báng, hãm hại, tha thứ cho họ, khoan hồng cho họ. Do đó có câu, lấy đức báo oán hoặc lấy thành đãi nhau, thì tự nhiên sẽ cảm hóa họ, hòa bình với nhau. 2. Pháp nhẫn, tức là nhẫn thọ mưa gió nóng lạnh của thiên nhiên hoặc đói khát. 3. Vô sinh pháp nhẫn, tức là trong tâm an định chẳng có vọng tưởng, tức là chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn nơi tâm. Pháp vô sinh, tức là lý chân như, nhẫn tức là trí huệ. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn tinh tấn. Tinh tấn có 2. 1. Thân tinh tấn, tức là xin tu giới định huệ, chẳng phạm sát trộm dâm. 2. Tâm tinh tấn, tức là tiêu diệt tham sân si, chẳng khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Tóm lại, tinh tấn thì chẳng giải đãi, học Phật pháp như thuyền đi ngược dòng, chẳng tiến thì lùi. Một ngày chẳng tu hành thì đạo nghiệp sẽ thối lùi, cho nên phải ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, một ngày 6 thời thường tinh tấn, đây là điều kiện của người tu đạo. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn thiền định. Thiền là tiếng Phạn, đầy đủ là thiền na, định là tiếng Tàu, đầy đủ là chánh định. Danh từ này vừa tiếng Phạn vừa tiếng Tàu hợp lại, thiền định là gì? Tức là tĩnh lự, tĩnh là vắng lặng, lự là tư lự, nghĩa là đình chỉ mọi vọng tưởng của ý thức. Lúc đó tâm sẽ thanh tịnh, đến cảnh giới một niệm không sinh, một niệm không diệt, thì là lúc trí huệ giải thoát, tức cũng là khai ngộ. Do đó, vọng niệm không sinh là thiền, ngồi thấy bản tánh là định. Đây là chú giải về thiền định. Ngồi thiền, ngồi đến lúc hỏa hầu, thì sẽ rõ tầm thấy tánh, tức cũng là phát minh chân tâm của mình, nhìn thấy chân tánh của mình. Chân tâm là tâm thanh tịnh, chân tánh là Phật tánh. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn bát nhã. Bát nhã dịch là trí huệ,
Thời xưa dịch kinh có 5 quy định không dịch, tức là 1 bí mật, 2 tôn trọng, 3 đa hàm, 4 thuận cổ, 5 thử phương vô. Bát nhã có 3, 1 văn tự bát nhã, dùng văn tự để nói rõ đạo lý thật tướng bát nhã và quán chiếu bát nhã. 2 quán chiếu bát nhã, có kinh điển văn tự rồi thì phải quan sát chiếu soi mới thấu hiểu nghĩa chất thật của kinh điển. 3 thật tướng bát nhã, thấu hiểu chân lý rồi thì biết đạo lý các pháp thật tướng. Bát nhã là phá các tướng, thấu hiểu tất cả pháp tánh vốn không, cho nên tu tất cả công đức đều khiến cho viên mãn. Hoặc lại khen ngợi từ bi hỷ xả 4 tầm vô lượng. Từ là gì? Tức là ban vui cho tất cả chúng sinh. Bi là gì? Tức là cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Hỷ là gì? Tức là thấy được người làm điều thiện hoặc người ta vui thì mình sinh hoan hỷ. Xả là gì? Tức là xả bỏ tầm thường ghét, oán thân đều bình đẳng, đối đãi kẻ oán người thân đều như nhau. Hành Bồ Tát đạo thì trước hết phải dùng 4 pháp nhiếp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, sau đó đầy đủ 4 tầm vô lượng thì mới có thể làm sự nghiệp lợi người. Người học Phật pháp, đây là pháp môn căn bản phải thiết thực mà làm, bằng không thì quay lưng lại với giáo nghĩa Phật pháp, chẳng có tinh thần hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Tuy nhiên ở trước Phật khen ngợi lục độ và 4 tầm vô lượng, song pháp môn nhiều như thế, chúng sinh thủy chung chẳng y một pháp mà được thoát khỏi tam giới, liễu sinh thoát tử, chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây đều là nguyên nhân gì? Xin ngài hãy từ bi giải đáp. Bấy giờ Bồ Tát Trí Thủ dùng kệ đáp rằng, lúc đó Đại Bồ Tát Trí Thủ dùng kệ để trả lời những vấn đề mà Bồ Tát Văn Thù đã hỏi. Phật tử rất hy hữu, biết được tâm chúng sinh, theo nghĩa ngài đã hỏi, lắng nghe nay tôi nói. Bồ Tát Trí Thủ nói, Phật tử, ngài rất là ít có, ngài có đại trí huệ, ngài là thượng thủ trong các đại Bồ Tát, ngài đại biểu cho chúng sinh để hỏi pháp, vì ngài khéo biết được tâm niệm của tất cả chúng sinh. Bây giờ tôi căn cứ theo những vấn đề ngài đã hỏi, mà nói rõ nghĩa lý, xin ngài hãy chú ý lắng nghe. Các đạo sư quá khứ, hiện tại và vị lai chẳng có nói một pháp mà khiến người đắc đạo. Đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, ba đời chư Phật đại đạo sư chẳng phải nói một pháp môn mà là nói 84.000 pháp môn. Chẳng có vị Phật nào chỉ nói một pháp môn mà có thể khiến cho chúng sinh chứng đắc quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật biết tâm chúng sinh, căn tánh đều khác nhau, tùy theo sự độ được. Như vậy mà nói pháp. Có câu, chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết đều thấy. Cho nên Phật biết tâm chúng sinh, căn tánh của chúng sinh đều khác nhau. Có người hoan hỷ pháp môn này, có người hoan hỷ pháp môn kia. Phật hoàn toàn biết được tâm chúng sinh. Người đáng dùng thân gì độ được thì thị hiện thân đó để nói pháp, khiến cho họ được độ. Pháp của Phật nói ra là tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói tất cả các pháp, do đó theo bệnh cho thuốc, tức cũng là vì người nói pháp. Người tham khen bố thí, người hủy phạm khen giới, người nhiều sân khen nhẫn, người lười khen tinh tấn. Nếu gặp chúng sinh san tham, chẳng xả bỏ, thì vì họ giảng giải công đức bố thí, khen ngợi lợi ích của sự bố thí. Bố thí nhìn trước mắt là trực tiếp bố thí cho người, kỳ thật gián tiếp là bố thí cho mình. Do đó, trước hành gió xuân, sau được mưa thu, nhà nho nói mình giúp người thì người giúp mình. Đây là đạo lý nhân quả. Sau đó lấy thân làm phép tóc, bố thí tất cả để cứu giúp người nghèo khổ, khiến cho họ hoan hỷ, dần dần sẽ cảm hóa, thì họ mới sinh tâm trắc ẩn, mà đồng tình thọ nạn khổ của chúng sinh. Nếu gặp chúng sinh chẳng giữ gìn giới luật, thì hãy vì họ khen ngợi sự quan trọng của giới luật như thế nào. Do đó, vật chẳng có dụng cụ, làm sao thành vô tròn, người chẳng có quy cụ, thì chẳng thành thánh hiền. Trước hết mình phải giữ giới luật, tơ hào đừng cầu thả. Làm như thế thì lâu dần sẽ khiến cho người cảm động, biết giữ giới là hành vi của Phật giáo đồ phải có. Nếu gặp chúng sinh sân hận quá nặng, thì khen ngợi pháp môn nhẫn nhục quan trọng như thế nào? Ai ai cũng nhẫn nhục,
thì thiên hạ chẳng có chiến tranh. Hồi xưa có nói, nhẫn nại thì an, biết đủ thì vui. Đây là nói về kinh nghiệm khiến cho họ nhẫn nại nơi tư tưởng thiệt thòi là triết lý chiếm tiện nghi, sửa đổi hành vi của họ phải từ từ để khuyên nhủ, bằng không sẽ phát sinh tác dụng ngược trở lại, khéo léo trở thành vụng về. Người có tâm sân hận thì tâm lý chẳng tránh thường, như có việc chẳng như ý, bèn oán trời trách người, hận đến xương tủy, hy vọng đối phương hoành tử, chết chẳng toàn thân, hoặc ngồi máy bay thì bị nổ, máu thịt bắn rơi lung tung, chết chẳng có đất chôn thân, như thế mới giải nỗi hận trong tâm. Thứ người này đều là tâm lý biến thái, cho nên phải tìm cách cải đổi tư tưởng của họ. Chỉ có một biện pháp là vì họ giảng giải về đạo lý nhân quả báo ứng. Nếu gặp chúng sinh giải đãi, chẳng chịu tu hành thì đừng trực tiếp phê bình họ là người giải đãi, bằng không thì họ sẽ nổi giận mà khởi tác dụng ngược trở lại. Ngược lại, càng chẳng lại Phật, chẳng tụng kinh, chẳng tham thiền, chẳng trì chú, cho nên họ chẳng muốn làm việc, thì phải tự động trợ giúp họ làm. Do đó có câu, gần xích thì đỏ, gần mực thì đen. Lâu dần thì họ sẽ cảm động, chẳng còn giải đãi. Những người tu hành ở chùa Kim Sơn đều dậy sớm ngủ trễ, dụng công tu hành, ngày ăn một bữa, đêm ngủ ngồi. Tại sao phải tu khổ hạnh như thế? Vì muốn đắc được đại trí huệ, minh bạch thế gian là pháp hữu vi, là vô thường khổ không vô ngã, thấu hiểu được pháp xuất thế là pháp vô vi, là thưởng lạc ngã tịnh, như thế mới liễu sinh thoát tử, ra khỏi ba cõi. Sau đó khen ngợi pháp môn tinh tấn rất quan trọng, cường điệu tinh tấn là chìa khóa khai ngộ. Ý loạn khen thiền định, ngu si khen trí huệ, bất nhân khen tử mẫn, nộ hại khen đại bi. Nếu gặp chúng sinh tâm ý tán loạn, thì nên hướng về họ giảng giải thiền định hay khống chế vọng tưởng là phương pháp tốt nhất, sẽ khiến cho họ tâm tịnh như nước, trí huệ sẽ hiện tiền, chủ yếu là thân thể lực hành thì mới diệu dụng của thiền định. Pháp môn thiền chẳng phải nói mà là pháp môn thực hành, do đó có câu như người uống nước nóng lạnh tự biết, cứ nói mà không làm thì chẳng ích gì. Khiến cho tâm họ điều phục rồi thì mới khen ngợi sự diệu dụng của thiền định. Quá khứ bao nhiêu vị tổ đều do thiền định mà khai ngộ. Nếu gặp chúng sinh ngu si thì ngàn vạn đừng bao giờ nói họ chẳng có trí huệ, phải khuyên họ nên học Phật Pháp, xem nhiều kinh điển, trì chú niệm Phật, lâu dần thì sẽ đắc được trí huệ. Phải hàm xúc một điểm để khai đạo, không thể nói thẳng rằng anh quá ngu si, tại sao không học Phật Pháp. Nếu nói như thế thì việc chẳng thành công, họ sẽ phật ý chẳng tinh tấn học tập. Trước hết hãy vì họ khen ngợi trí huệ là pháp môn chủ yếu, bất cứ tu pháp môn gì, nếu chẳng có trí huệ thì đừng nói đến, căn bản chẳng được thành tựu. Nếu gặp chúng sinh chẳng có nhân từ, thì hãy dùng tâm từ để giáo hóa họ, khiến cho họ có hành vi thương xót chúng sinh, đồng tình chịu khổ nạn, bố thí cho người nghèo khổ. Đối với họ, nói về sự giúp đỡ người là gốc của sự an vui, là việc an vui nhất trong thiên hạ, do đó làm thiện là vui nhất vậy. Sự an vui này chẳng có gì sánh bằng, đừng có quá ích kỷ, tư tưởng này chẳng thể chấp nhận được. Nếu gặp chúng sinh thích phát nộ hận hoặc thích sát sinh hại mạng, thì hãy hướng về họ khen ngợi tầm quan trọng của tâm đại bi. Người tu đạo nhất định phải có tâm đại bi, bằng không thì dù tu đến trình độ nào tuyệt đối chẳng thành tựu. Tại sao? Vì chẳng có đức hạnh. Dùng đức hạnh để cảm hóa người, dùng tâm thành để đối đãi người, đây là điều kiện bắt đầu tu đạo. Tôi thường nói, hãy nhận thật lỗi mình, đừng nói lỗi người khác, lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Đây là chú giải về tâm đại bi. Một khi họ khởi tâm đại bi thì hòa bình nhân từ đối đãi với tất cả chúng sinh, chẳng có tâm giết hại chúng sinh. Phàm là động vật có trí giác đều tham sống sợ chết, cũng có thể nói là thiên tánh. Con kiến còn tham sống, hà huống là trâu bò dê gà chó mèo. Đời này bạn giết nó thì đời sau nó giết bạn, oán oán báo với nhau, vĩnh viễn chẳng kết thúc. Nếu ai ai cũng có tâm đại bi đừng giết hại, thì thế giới sẽ hòa bình, chẳng có chiến tranh. Tại sao có chiến tranh? Vì giết hại quá nặng. Cổ Đức có nói,
muốn thế giới chẳng có kiếp đau bình thì chúng sinh đừng ăn thịt. Cho nên, giới thứ nhất trong năm giới là không giết hại, không giết hại mới có lòng từ bi. Sầu lo thời khen hỉ, tâm công khen ngợi xả, lần lượt tu như vậy, dần đủ các Phật Pháp. Nếu gặp chúng sinh sầu lo, thì khen ngợi pháp môn hoan hỷ an vui, phải nghịch đến thuận thọ, tất cả phải nghĩ cho ra, phải buông xả tất cả thì tự nhiên chẳng có việc gì phải sầu lo. Thời xưa có người hàng ngày đều sầu lo, trong tâm thường nghĩ, chẳng biết trời lúc nào sập xuống, chẳng biết lúc nào đất hãm xuống, tương lai biết làm thế nào. Đây tức là thiên hạ vốn chẳng có việc, mà người lo cứ lo xa. Người thời nay vốn chẳng có việc gì để lo, nhưng họ cũng sầu lo con gái của mình chừng nào tốt nghiệp đại học, chừng nào đậu bác sĩ, chừng nào kết hôn, lúc nào sẽ sinh con. Gặp những người này thì nói với họ, tự cổ thần tiên vô biện pháp, chỉ sinh hoan hỷ bất sinh sầu. Hoan hỷ, hoàn thiền hỷ địa thì mới trăm bệnh không sinh. Bây giờ y phỏng đề sướng mỗi ngày cười 3 lần là thuốc làm cho thân khỏe mạnh. Người xưa nói, quan phong tế nguyệt, tảo mộc hân hân, nộ phong tật vũ, cầm điều thê thê. Cho nên nói, trời đất không thể một thời chẳng có hỏa khí, tầm người không thể một khắc không có thần vui. Bạn hãy nhìn xem, ở trong cửa chùa một khi bước vào, thì thấy Bồ Tát Di Lặc mở miệng cười với bạn, khiến cho bạn sinh hoan hỷ vui tươi mà quên đi tất cả phiền não. Nếu gặp chúng sinh tâm công vậy, chẳng thẳng, thì hãy vì họ khen ngợi công đức xả bỏ đi tâm công vậy, biến thành tâm ngay thẳng. Do đó, tâm thẳng là đạo tràng. Người tâm công vậy thì bất cứ gặp việc gì, cũng đều có đủ mánh khóe, bày kế hại người, trên làm việc giết người chẳng thấy máu. Như ở trước nói về pháp môn lục độ và tứ bi hỷ xả, phải lần lượt đi theo pháp tu hành, như thế thì dần dần sẽ đầy đủ tất cả các Phật Pháp. Như trước xây nền móng, sau đó tạo nhà cửa, thí và giới cũng vậy, là gốc hạnh Bồ Tát. Giống như xây nhà cửa, thì trước hết phải lập nền móng cho thật vững chắc, nền móng chẳng vững chắc thì chẳng được lâu bền. Đây là đạo lý tự nhiên, tường vách cũng phải vững chắc, bằng không thì có thể dễ nghiêng ngả. Nền móng xây tốt rồi thì xây phòng ốc sẽ rất vững chắc. Nếu ở sa mạc xây nhà cửa mà chẳng có nền móng thì nghĩ sẽ biết ngay, chịu chẳng được gió mưa chẳng lâu thì sẽ ngã sập. Người tu đạo thì phải dùng bố thí và trì giới để làm nền móng tu hành. Nếu chẳng có bố thí và trì giới làm nền móng thì đạo nghiệp chẳng thành tựu. Do đó, Bồ Tát dùng bố thí và trì giới làm gốc rễ, hành Bồ Tát đạo, như vậy mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Ví như xây thành quách để bảo hộ dân chúng, Nhẫn và Tấn cũng vậy, phòng hộ các Bồ Tát. Ví như xây thành quách thì phải xây thành đô ở ngoài thành, như vậy sẽ bảo hộ tác dụng với nhau. Do đó, thành trong 3 dặm, quách ngoài 7 dặm. Tại sao phải xây thành quách? Vì muốn bảo vệ tánh mạng và tài sản của dân chúng được an toàn, bảo vệ kẻ địch xâm lược. Nhẫn nhục và tinh tấn cũng như thế, là bảo hộ Bồ Tát sơ phát Bồ Đề Tâm, không bị địch vô minh công phá, không bị ma lười biếng xâm lược. Nếu hay nhẫn nhục thì sẽ chiến thắng kẻ địch vô minh, nếu hay tinh tấn thì sẽ chiến thắng vô lười biếng giải đãi. Ví như Đại Lực Vương, cả nước đều ngưỡng vọng, Định Huệ cũng như vậy, chỗ Bồ Tát nương tựa. Ví như ông vua có thế lực lớn, ông ta cai trị hết toàn vẹn lãnh thổ, đất nước đều mưa hòa gió thuận, quốc thái dân an, nhân dân cầm nọ áo ấm, an cư lạc nghiệp. Cho nên đối với ông vua có đạo đức rất là ngưỡng mộ, kính ngưỡng. Tu thiền định và trí huệ cũng như vậy, định huệ 2 độ là pháp chánh, còn các pháp khác là trợ pháp. Do đó, Bồ Tát hành Bồ Tát đạo phải nương tựa pháp môn định huệ để tu hành, có định có huệ thì nhất định thành tựu quả vị Phật. Cũng như chuyển luân vương, ban vui cho tất cả, 4 lượng tâm cũng vậy, ban vui các Bồ Tát.
Cũng giống như chuyển luân thánh vương, hay ban đủ thứ khoái lạc cho tất cả nhân dân, dân chúng thiếu gì thì vua khiến cho họ đắc được thứ đó. Tại sao lại được như thế? Vì ông ta có châu như ý. Châu như ý này là một trong bảy báu. Bảo châu này từ đâu mà có? Là trực tiếp từ hư không rơi xuống. Vì chuyển luân thánh vương thuở xưa tại nhân địa thì tu phước tu huệ, phước huệ đầy đủ, cho nên đời này đầy đủ 32 tướng, đủ thứ sự trang nghiêm. Nếu chẳng làm chuyển luân thánh vương thì sẽ thành Phật làm tổ. Đức Phật Thích Ca từ bỏ ngôi vị chuyển luân thánh vương vào núi tuyết tu hành mới chứng đắc Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc vua chuyển luân vương quán đảnh kế thừa ngôi vua, dùng nước bốn biển để quán đảnh cử hành nghi thức, thì tự nhiên từ hư không rơi xuống bảy báu làm đồ lễ mừng. Châu như ý là một trong bảy báu, gián tiếp là quả tim của chim đại bàng cánh vàng. Khi chim đại bàng cánh vàng chết, thì thịt và cốt đều tán hoại, chỉ có quả tim của nó còn nguyên vẹn, ánh sáng rực rỡ. Rồng lấy được hạt châu này giữ gìn thì phá được ngàn năm tối. Vừa chuyển luân đắc được gọi là châu như ý, hay cứu được tất cả nạn. Hạt châu này ai ai cũng đều có, tức là diệu minh châu tâm, bất quá mọi người chẳng dùng được mà thôi. Từ bi hỷ xả bốn vô lượng tâm cũng như thế, hãy ban cho Bồ Tát tất cả sự khoái lạc. Phàm là người có giác ngộ mà còn muốn trợ giúp người khác, tức là Bồ Tát. Người chẳng có giác ngộ mà trợ giúp người khác, tức là hành Bồ Tát đạo, chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát có thể 3.000 ngày chẳng ăn cơm, ai có thể làm được thì người đó là Bồ Tát. Làm Bồ Tát phải trải qua sự thử thách mới có tư cách làm Bồ Tát, chứ chẳng phải tùy tùy tiện tiện thì có thể làm Bồ Tát được. Chẳng phải nói thọ Bồ Tát rồi tức là Bồ Tát, đây bất quá là bước đầu tiên, bắt đầu hướng về con đường Bồ Tát mà thôi. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Hiền Thủ rằng: Phật tử, các đức Phật Thế Tôn chỉ dùng một thừa mà được giải thoát, tại sao nay thấy tất cả cõi Phật có đủ thứ dự khác nhau, nào là thế giới, chúng sinh giới, thuyết pháp, điều phục, thọ lượng, quang minh, thần thông, chúng hội, giáo nghĩa, pháp trụ thế đều khác nhau, không có vị nào không đủ tất cả Phật pháp mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi Bồ Tát Trí Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Hiền Thủ thỉnh pháp hỏi rằng: Phật tử, mười phương ba đời tất cả chư Phật Thế Tôn đều dùng một thừa pháp Phật thừa mà được thoát khỏi ba cõi, tại sao hiện tại thấy tất cả cõi Phật, tất cả sự việc đều khác nhau, đây là đạo lý gì, xin ngài hãy từ bi khai thị. Nào là thế giới có đủ thứ khác nhau, có thế giới ô nhiễm giống như thế giới ta bà, lại có đời ác năm trược, có thế giới thanh tịnh như thế giới cực lạc. Cõi Phật có lớn có nhỏ, sở hữu sơn hà đại địa, nhà cửa phòng ốc, y báo thọ báo cũng chẳng giống nhau. Có cái hình tròn, có cái hình vuông, có thế giới dùng vàng làm đất, có cõi nước dùng đất đá làm đất, có thế giới thành tựu bằng hoa sen, có thế giới thành tựu bằng lưu ly. Mỗi đạo tràng của mỗi vị Phật có đủ thứ sự trang nghiêm khác nhau, có thế giới thì thanh tịnh, có thế giới thì dơ giấy, có thế giới có Phật ra đời, có thế giới chẳng có Phật ra đời, có thế giới là kiếp trụ, có thế giới thời gian rất dài, có thế giới là kiếp chuyển biến, có đủ thứ sự khác nhau. Ở trong chúng sinh giới lại có đủ thứ chúng sinh cũng đều khác nhau, Phật thuyết pháp để điều phục chúng sinh cũng có đủ thứ khác nhau, thọ lượng của Phật có dài có ngắn, giống như Phật Nguyệt Diện. Sau khi thành Phật rồi, trong một ngày đêm bèn vào Niết Bàn, Phật tu phiến đa sáng sớm thành Phật, thì buổi tối vào Niết Bàn. Phật Phạm Thanh, tuổi thọ là 10 ức tuổi, Phật A-di-đà có tuổi thọ vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp. Quang minh của Phật cũng khác nhau, thần thông cũng khác nhau, chúng hội cũng khác nhau, nghĩa thức thuyết giáo cũng khác nhau, pháp chủ thế cũng khác nhau, mỗi thứ đều có tướng khác nhau, song chẳng có vị Phật nào chẳng đầy đủ lục độ vạn hạnh, tất cả Phật pháp mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị có biết công dụng của lục độ chăng? Bố thí độ san tham, chỉ giới độ hủy phạm,
nhẫn nhục độ sân hận, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn, trí huệ độ ngu si. Phải biết có trí huệ rồi thì lập tức tiêu diệt ngu si. Chúng ta học Phật pháp tức là học trí huệ tức là chánh tri chánh kiến, ngu si tức là tà tri tà kiến. Phật pháp là chánh tri chánh kiến, ngoại đạo là tà tri tà kiến, thiện tri thức là chánh tri chánh kiến, ác tri thức là tà tri tà kiến. Phàm là dạy bạn chịu thiệt thòi tức là thiện tri thức, dạy bạn chiếm tiện nghi tức là ác tri thức. Hy vọng mọi người gần gũi bậc thiện tri thức, xa lìa bậc ác tri thức. Bấy giờ Bồ Tát Hiền Thủ dùng kệ đáp rằng: Lúc đó vị đại Bồ Tát Hiền Thủ dùng bài kệ để trả lời những vấn đề Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi hỏi. Văn Thủ pháp thường vậy, pháp vương chỉ một pháp, tất cả bậc vô ngại, một thừa dứt sinh tử. Bồ Tát Hiền Thủ nói: Đại Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, Phật pháp thường thường là như vậy, pháp vương Phật đều dùng một thừa pháp mà thành tựu Phật quả. Tất cả hiển thánh nhân, thành văn duyên giác Bồ Tát chẳng có chướng ngại, các ngài đều dùng một thừa pháp để liễu sinh thoát tử, thoát khỏi luân hồi ba cõi. Thân tất cả chư Phật chỉ là một pháp thân, một tâm một trí huệ, sức vô ý cũng vậy. Thân tướng của mười phương ba đầy tất cả chư Phật tuy nhiên là vô lượng, nhưng pháp thân là một. Do đó, mười phương Phật ba đầy đều cùng một pháp thân. Một pháp thân là tận hư không khắp pháp giới. Pháp thân của mỗi vị Phật tuy đầy khắp pháp giới, nhưng hỗn tương chẳng chướng ngại. Phật tâm giống nhau, Phật trí giống nhau, do đó Phật Phật đạo đồng. Mười lực và bốn vô sở ý của chư Phật cũng đều như thế, chẳng có gì khác biệt. Mười lực tức là: một, trí lực biết xứ phi xứ; hai, trí lực biết nghiệp báo ba đời; ba, trí lực biết các thiền giải thoát tam muội; bốn, trí lực biết các căn thắng liệt; năm, trí lực biết đủ thứ giải; sáu, trí lực biết đủ thứ giới; bảy, trí lực biết tất cả trí xứ đạo; tám, trí lực biết thiên nhãn vô ngại; chín, trí lực biết vũ trụ vô lậu; mười, trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. Bốn vô sở úy: một, nhất thiết trí vô sở úy; hai, lậu tận vô sở úy; ba, thuyết chứng đạo vô sở úy; bốn, thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Như gốc hướng bồ đề, hết thảy tâm hồi hướng, được cõi nước như vậy, chúng hội và thuyết pháp. Giống như Phật ở tại nhân địa phát tâm Bồ Đề, hướng về Bồ Đề, khi hành Bồ Tát Đạo, thì đem tất cả công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề gì, thì tương lai sẽ đắc được cõi nước đó. Tất cả chư Phật thuộc quá khứ cũng phát tâm Bồ Đề, sau đó phát đủ thứ nguyện vì chúng sinh hồi hướng. Ví như Phật A-di-đà phát 48 đại nguyện, nguyện thế giới của Ngài chẳng có các thứ khổ, chỉ hưởng các thứ vui, nguyện mười phương thế giới chúng sinh đều sinh về cõi nước của Ngài. Đây đều là tại nhân địa phát nguyện mới đắc được pháp hội thuyết pháp như vậy. Tất cả các cõi Phật trang nghiêm đều viên mãn, tùy chúng sinh tu khác như vậy thấy khác nhau. Hết thảy tất cả cõi nước chư Phật đều rất trang nghiêm viên mãn mà còn sáng lạng, tùy theo chúng sinh tu hành pháp môn khác nhau, nên cảnh giới thấy cũng chẳng giống nhau. Bổn lai cảnh giới của Phật chẳng có khác biệt, vì tâm chúng sinh khác nhau nên thấy cũng khác nhau. Cõi Phật và thân Phật, chúng hội và lời nói, các Phật pháp như vậy, chúng sinh chẳng thấy được. Cõi nước Phật, chúng sinh nhìn đều thấy cảnh giới khác nhau, song bổn thể cõi Phật đều như nhau. Pháp thân của Phật, chúng sinh hoàn toàn không thể thấy được, tức là chúng hội thuyết pháp và tất cả lời nói. Như vậy đủ thứ Phật pháp khác nhau, chúng sinh không thể thấu hiểu được. Khi tâm đã thanh tịnh, các nguyện đều đầy đủ, người thấu suốt như vậy mới thấy được nơi đây. Chỉ khi tâm chúng sinh đã thanh tịnh, chẳng còn vọng tưởng, chẳng còn phiền não, tại nhân địa phát đủ thứ nguyện lực và tu hành, đủ thứ pháp môn đều đầy đủ viên mãn. Người tâm thanh tịnh như thế, nguyện cũng đầy đủ, mới có đại trí huệ thông đạt vô ngại. Đối với cõi nước và cảnh giới của Phật, cùng với sự thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, tất cả lời nói tam muội mới minh bạch được, mới thấy được Phật. Tùy tâm chúng sinh thích và nhờ sức nghiệp quả, thấy khác nhau như vậy do oai thần của Phật.
Phật quan sát tất cả nhân duyên để giáo hóa chúng sinh, thì theo tâm ưa thích của chúng sinh mà nói pháp chúng sinh hoan hỷ. Do đó có câu, muốn khiến vào Phật trí, trước dùng câu dục móc. Muốn khiến cho người đắc được trí huệ của Phật, thì trước hết phải tùy thuận ý muốn trong tâm của chúng sinh, để giáo hóa từ từ khiến cho họ vào sâu tạng kinh mà đắc được trí huệ như biển. Tuy nhiên tùy theo tâm chúng sinh ưa thích, nhưng phải quan sát sức nghiệp quả báo ứng của chúng sinh, họ căn tánh gì thì nói pháp đó. Do đó việc người nói pháp, chúng sinh khác nhau, thế cảnh giới khác nhau, đây là do đại oai thần lực của Phật. Cõi Phật chẳng phân biệt, chẳng ghét cũng chẳng thương, chỉ tùy tâm chúng sinh, thấy đặc thù như vậy. Cõi nước của mười phương ba đời, tất cả chư Phật vốn chẳng có phân biệt. Ở trong cõi nước chư Phật, chẳng có tầm ghét hận, cũng chẳng có tâm luyến ái. Chỉ tùy theo tâm chúng sinh nên thấy có đặc thù. Đây là vì nghiệp quả khác nhau của chúng sinh cho nên thấy cũng khác nhau. Do đó nơi thế giới, chỗ thấy đều khác nhau, chẳng phải các Như Lai, bậc đại tiên có lỗi. Đủ thứ nhân duyên ở trên, ở trong tất cả thế giới, tất cả chúng sinh, thấy đều khác nhau. Đây chẳng phải là lỗi của tất cả các Như Lai và đại tiên Phật cố ý để mê hoặc chúng sinh, mà là nghiệp lực của chúng sinh khác nhau nên chỗ thấy khác nhau. Tất cả các thế giới, người đáng được giáo hóa, được thấy nhân trung hùng, các Phật Pháp như vậy. Và trong tất cả thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh đáng được Phật giáo hóa, thì họ thường thường thấy được nhân trung hùng, Phật. Phật là đại hùng, đại lực, đại tử bi, cho nên điện Phật chánh điện, gọi là đại hùng bảo điện. Pháp của chư Phật là như vậy. Bấy giờ, các Bồ Tát nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng, Phật tử, chúng tôi đã tự nói chỗ hiểu biết của mình rồi, xin Ngài hãy dùng diệu biện tài dễ nói hết thảy cảnh giới của Như Lai, như thế nào là cảnh giới của Phật, thế nào là nhân cảnh giới của Phật, thế nào là độ cảnh giới của Phật, thế nào là vào cảnh giới của Phật, thế nào là trí cảnh giới của Phật, thế nào là pháp cảnh giới của Phật, thế nào là nói cảnh giới của Phật, thế nào là biết cảnh giới của Phật, thế nào là chứng cảnh giới của Phật, thế nào là hiện cảnh giới của Phật, thế nào là sự rộng lớn cảnh giới của Phật. Sau khi Bồ Tát Hiền Thủ nói bài kệ rồi, thì lúc đó chính vị Đại Bồ Tát cùng lúc hướng về Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi hỏi rằng, Phật tử, chúng tôi đã nói xong đạo lý mà chúng tôi hiểu biết, hy vọng Ngài dùng bốn diệu biện tài vô ngại, từ vô ngại biện, pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, lạc thuyết vô ngại biện, để vì chúng tôi, mọi người, sẽ nói tỉ mỉ hết thảy cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới của Phật là gì? Làm thế nào đắc được cảnh giới của Phật? Trong bổn kinh có nói, nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Khi ý niệm của bạn thanh tịnh, chẳng còn tham sân si, chẳng còn cuồng tâm dã tánh, chẳng còn cống cao ngã mạn, chẳng còn đố kỵ chướng ngại, đủ thứ phiền não, đủ thứ vọng tưởng, đều hoàn toàn thanh tịnh, thì giống như hư không, lúc đó sẽ minh bạch thế nào là cảnh giới của Phật. Bồ Tát giác thủ, tài thủ, bảo thủ, đức thủ, mục thủ, cần thủ, pháp thủ, trí thủ, hiền thủ, chính vị Đại Bồ Tát này, cùng hướng về Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi để ra 10 vấn đề. 1. Cảnh giới gì là nhân tu cảnh giới Phật? Tu nhân gì mới chứng được cảnh giới của Phật? 2. Cảnh giới gì là cảnh giới độ hóa chúng sinh? Dùng phương thức gì để khiến tất cả chúng sinh được độ? 3. Cảnh giới gì vào được trong cảnh giới của Phật? 4. Tu pháp môn gì, tu cảnh giới gì mới đắc được trí huệ của Phật? 5. Cảnh giới gì là cảnh giới Phật nói phương pháp thành Phật? Pháp môn gì là pháp môn phương tiện thành Phật? Chúng ta người tu đạo cần phải biết diệu pháp này. 6. Cảnh giới gì là cảnh giới Phật dễ nói diệu pháp? Phật dùng lời lẽ văn tự gì để nói pháp? 7. Cảnh giới gì là biết cảnh giới của Phật? 8. Cảnh giới gì là cảnh giới chứng của Phật? Tu pháp gì mới chứng được cảnh giới của Phật? 9. Cảnh giới gì là cảnh giới Phật hiện? Ở trong cảnh giới gì Phật thị hiện? 10. Cảnh giới gì là cảnh giới rộng lớn của Phật? Cảnh giới rộng lớn của Phật như thế nào?
Mỗi câu hỏi ở trên đều cần phải minh bạch, trước hết phải thấu rõ biết những cảnh giới này, sau đó y chiếu những phương pháp này để tu cảnh giới của Phật. Những vấn đề này là chín vị Đại Bồ Tát phát tâm từ bi thương xót chúng sinh ngu si, chẳng biết tu hành như thế nào. Cho nên thay thế chúng sinh để hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đây là vấn đáp để võng khế lãnh. Chúng ta phải tụ tinh hội thần để nghe, đừng cô phụ các Đại Bồ Tát một phiến tâm tử. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng kệ đáp rằng, ở trước là chín vị Đại Bồ Tát dùng kệ để trả lời những vấn đề Bồ Tát Văn Thù hỏi. Bây giờ là Bồ Tát Văn Thù dùng kệ để trả lời những vấn đề chín vị Đại Bồ Tát hỏi. Cảnh giới như lai sâu, tượng đồng như hư không, tất cả chúng sinh vào, mà thật chẳng chỗ vào. Giải thích hai chữ như lai, ở trong kinh Kim Cang có nói, bậc như lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng chỗ đi nên gọi như lai. Còn có lối giải thích khác là, thừa đạo như thật, lai thành chánh giác. Như tức là ý nghĩa như như bất động. Lai tức là phương pháp điễu liễu thường minh, cảnh giới của Như Lai sâu chẳng cách chi so sánh sự sâu đó, rộng chẳng cách chi so sánh sự rộng đó, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới, bao la vạn tượng chẳng gì mà không có, bất cứ cảnh giới gì cũng đều là cảnh giới của Như Lai, cho nên gọi là cảnh giới sâu, còn gọi là cảnh giới rộng, nghĩa là cảnh giới viên dùng vô ngại. Cảnh giới của Như Lai là dọc cùng tam tế, ngang khắp mười phương, lượng đồng như hư không, hết thảy chúng sinh đều ở trong cảnh giới Như Lai, chẳng có ra ngoài cảnh giới của Như Lai. Vì chẳng ra vào cho nên nói, mà thật chẳng chỗ vào, thật thật tại tại chẳng có một chúng sinh nào ra khỏi cảnh giới của Như Lai, bổn lai, đều ở trong hư không, đây là trả lời về cảnh giới rộng. Cảnh giới Như Lai sâu, hết thảy nhân thắng diệu. Ước kiếp thường diễn nói, cũng nói chẳng hết được. Nhân cảnh giới của Phật là không thể nghĩ bàn, rất đặc biệt thủ thắng. Vì có nhân thủ thắng vì diệu, cho nên trong thời gian ước kiếp, luôn luôn diễn nói cảnh giới Như Lai. Nhân thắng diệu này, trải qua bao nhiêu cũng chẳng dễ gì diễn nói hết được. Đây là trả lời về nhân cảnh giới. Tùy theo tâm trí huệ, khuyên tấn đều lợi ích, độ chúng sinh như vậy là cảnh giới chư Phật. Tùy thuận theo tất cả tâm chúng sinh, hoặc có trí huệ hoặc chẳng có trí huệ, chẳng màng là trí huệ hay là ngu si, Phật đều dùng đủ thứ phương pháp để dụ đạo, khiến cho chúng sinh hướng về Phật đạo mà đắc được lợi ích. Độ đủ loài chúng sinh phải dùng phương pháp khác nhau để giáo hóa, giống như ở trước nói đủ thứ đạo lý, đủ thứ pháp môn phương tiện để độ chúng sinh khác nhau. Đây tức là cảnh giới của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Đây là trả lời về độ cảnh giới. Chúng sinh đều có Phật tánh, cũng có vô minh. Chúng sinh vô minh nặng thì trí huệ ít một chút. Chúng sinh vô minh nhẹ thì trí huệ nhiều một chút. Chúng sinh ít trí huệ thì phiền não nhiều. Chúng sinh nhiều trí huệ thì phiền não ít. Trí huệ và phiền não là ví dụ ngược nhau. Vì chúng sinh nhiều loài tư tưởng khác nhau nên trí huệ cũng khác nhau. Thế gian các cõi nước, tất cả đều tùy vào, trí thân chẳng có sắc, họ chẳng thể thấy được. Hết thảy thế gian tất cả cõi nước chư Phật, bất luận thế giới nào, chư Phật đều tùy thuận tâm chúng sinh mà vào thế giới đó. Chư Phật dùng trí huệ mà vào, thân trí huệ chẳng có sắc tướng, cho nên phàm phu chẳng nhìn thấy Phật. Cứu kính thì làm thế nào vào thế gian, lại làm thế nào ra khỏi thế giới. Người chẳng có ngũ nhãn lục thông chẳng biết được, đây là trả lời vào cảnh giới. Chư Phật trí tự tại, ba đời chẳng chướng ngại, cảnh giới huệ như vậy, bình đẳng như hư không. Trí huệ của chư Phật là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Bốn trí của chư Phật là tự tại vô ngại, quá khứ hiện tại vị lai ba đời đều chẳng có chướng ngại. Dùng trí huệ đó để bình đẳng giáo hóa chúng sinh, do như hư không, không hình không tướng mà đầy khắp mọi nơi, đây là trả lời trí cảnh giới. Pháp giới, chúng sinh giới, cứu kính chẳng khác biệt, tất cả đều biết rõ, đây là cảnh Như Lai. Pháp giới là lý, chúng sinh giới là sự, vì y lý thành sự, chân lý tức là sự, cho nên chẳng khác biệt.
nhưng vẫn phải biết nó là cảnh giới khác nhau thì chẳng phải dùng tâm phân biệt để biết được. Vì đây là cảnh giới của Phật, cho nên phàm phu chẳng có cách chi dò được, chẳng cách chi lường được, chẳng có cách chi biết được. Cảnh giới của Phật giống như đại viên cảnh, thanh tịnh quang minh, một hạt bụi cũng không nhiễm, chiếu soi các pháp thật tướng, sự đến thì ứng, sự đi thì tịnh, nghĩa là cảnh giới đến thì hiện ra tướng, cảnh giới đi thì tất cả đều chẳng có gì cả, không thể dùng tâm phân biệt để phân biệt, đây mới là trí huệ chân chánh. Tóm lại, trí huệ chân chánh thì chẳng có phân biệt, đây là trả lời pháp cảnh giới. Trong tất cả thế gian, hết thảy các âm thanh, Phật trí đều tùy rõ, cũng chẳng có phân biệt. Trong hết thảy tất cả thế gian, hết thảy tất cả âm thanh của chúng sinh, Phật dùng trí huệ của Ngài thì tùy thời đều có thể thấu rõ, tùy nhiên thấu rõ, nhưng chẳng phải dùng tâm phân biệt. Và trong bổn kinh Phẩm Hiền Thủ có nói, hay khiến ba cõi hết thảy tiếng người nghe đều là tiếng Như Lai. Đây là trả lời nói cảnh giới, chẳng phải tâm thức phân biệt có thể phân biệt được cảnh giới này, cũng chẳng phải dùng tư tưởng của tâm và sự suy lường để biết cảnh giới này. Bản tánh trí huệ vốn thanh tịnh, Phật thì dùng bản tánh trí huệ thanh tịnh để khai thị chân thật pháp thể của chúng sinh, nghĩa là khai trừ hoặc chứng của chúng sinh, hiển thị chân lý của chúng sinh, khiến cho chúng sinh ngộ vào thật thể của pháp mà chứng đắc trí huệ thanh tịnh của tự tánh. Đây là trả lời biết cảnh giới. Chẳng nghiệp chẳng phiền não, không vật không chỗ trụ, không chiếu không chỗ hành, bình đẳng hành thế gian. Tánh nghiệp vốn không, cho nên nói chẳng nghiệp. Phiền não cũng chẳng có tự tánh, cho nên nói chẳng phiền não, do đó mới nói không vật không chỗ trụ. Lục Tổ Huệ Năng nói, bổn lai chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm, cũng chẳng chiếu, cũng chẳng có chỗ hành, trí huệ của Phật bình đẳng hành nơi tất cả thế gian, đây là trả lời chứng pháp giới. Tất cả tâm chúng sinh khắp ở trong ba đời, Như Lai nơi một niệm, tất cả đều thấu rõ. Hết thảy tất cả tâm chúng sinh phổ khắp ở trong trí huệ của chư Phật ba đời, Như Lai ở trong một niệm, chẳng dùng tâm phân biệt mà thấu rõ tất cả tâm niệm của hết thảy chúng sinh, giống như tấm gương chiếu Phật, sáng suốt, sạch sẽ. Trong bổn kinh Phẩm Xuất Hiện có nói, Bồ Đề hiện khắp các tâm hành, tức là đạo lý này, đây là trả lời hiện cảnh giới. Bây giờ ở trong thế giới ta bà này, tất cả chúng sinh hết thảy pháp khác biệt, nghiệp khác biệt, thế giới khác biệt, thân khác biệt, căn tánh khác biệt, thọ sinh khác biệt, quả chỉ giới khác biệt, quả phạm giới khác biệt, quả cõi nước khác biệt, nhờ thần lực của Phật thầy đều hiện rõ. Sau khi Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi dùng bài kệ trả lời những vấn đề của chính vị đại Bồ Tát hỏi rồi, thì lúc đó ở trong thế giới ta bà này, hết thảy loài chúng sinh, hết thảy pháp khác nhau, sự thọ nghiệp báo khác nhau, sự chủ ý báo khác nhau, sở đắc chánh báo khác nhau, hết thảy căn tánh khác nhau, sở thọ sinh cũng khác nhau. Chúng sinh giữ năm giới tu thập thiện, sở đắc quả báo khác nhau. Chúng sinh phạm năm giới tu thập ác, đắc được quả báo cũng khác nhau. Quả báo cõi nước cũng khác nhau. Đều nhờ đại oai thần lực của Phật, thầy đều hiển hiện rõ ràng những cảnh giới vừa nói ở trên. Thần thông là gì? Thần là thiên tánh, là tánh tự nhiên, thông là huệ tánh, tánh trí huệ. Tánh này chẳng biết mà biết, không thể mà có thể, chẳng thấy mà thấy, chẳng nghe mà nghe. Mặt tài mũi lưỡi, thần ý, sáu căn sử dụng với nhau, đây tức là thần thông. Thấy nghe người nếm giác tri, sáu tánh sử dụng với nhau, đây tức là thần thông. Như vậy phương đông trăm ngàn ước na do thà, vô số vô lượng vô biên vô đẳng, không thể tánh, không thể đếm, không thể nghĩ, không thể lường, không thể nói, tận pháp giới hư không giới. Trong tất cả thế giới hết thảy pháp chúng sinh khác nhau, cho đến quả cõi nước khác nhau, đều nhờ thần lực của Phật hiển hiện rõ ràng, phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như vậy. Giống như ở phương đông trăm ngàn ước na do thà, chẳng thể tính đếm, chẳng thể suy lường, không thể tính được nó có bao nhiêu, không thể đếm được nó có bao nhiêu, không thể suy nghĩ, không thể độ lượng, không thể nói được.
ở phương Đông có bao nhiêu, nhiều tận hư không các pháp giới. Trong tất cả thế giới, hết thảy pháp sở hành của chúng sinh khác nhau, cho đến quả báo nhiễm tịnh cũng khác nhau, đều nhờ thần thông diệu dụng của Phật mà hiển hiện ra rất rõ ràng. Chẳng những ở phương Đông là như thế, mà phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Đông Bắc, phương Đông Nam, phương Tây Nam, phương Tây Bắc, phương trên, phương dưới, chín phương đó cũng đều hiển hiện ra như thế. Hết tập 7.